Tháo rồi, tháo rồi. Đi lùi lên đây em ơi. Lùi lên, lùi lên. Đúng rồi. Mọc mé con đại trà. Đúng rồi, và tháo quần ra cho nó. Nhớ quần cho nó phát lên đây. Hello anh em nhá. Hôm nay lại về nhà thả diều đây anh em. Hôm nay mấy anh em đang thả ở trên trên kia. Đúng cưa mà đúng cưa bẩn rồi, bẩn mắt rồi. Khoảng 2 triệu. Lên hết ngọn luôn. Em tầm luôn. Chiều nay đừng không phải đi trực hả bác? Ừ. Đèn này đèn quạt hay là đèn pin này bác? Pin. Pin. Chính Mỹ thì gì còn hay. Đây tí sẽ lắp bộ này nhá. Quyết cao bộ anh Phan. Anh có thể đặt xuống dưới đất bắt được. Sợ bẩn. Nhưng mà bộ này bác để ở đâu mà sao nó bị bẩn đấy? Tu không thả bẩn ở đây có sẵn. Mắc mẹ. Mắc ở đi à. Đóng cả tai đeo khẩu trang sợ quá. Cho nó gắn ở đâu á? Có sợ lặng đầu không bác? Không. Gậy thì nào mới giống vùng luận đấy. Ui rồi. Sao anh gắn quả đèn uy tín này? Đéo có chỗ nào mà gắn người địa vậy. Mút chỉ. Rồi, rồi. Quá. Mút chỉ. Còn luôn. Đấy, anh em nhìn lâu lắm con này quay một lần rồi. Lâu lắm mới lại thả lại cái con cú đen. Rồi, giờ cho nên thằng trên như thế. Đấy, 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 ai bảo to mồm. Rồi, thế đủ lên rồi. Bây giờ sẽ cho con bẹn này lên nhá. Đấy, có quá, đẹp. Phì ngay đầu. Rồi, anh em nghe nhá. Ui. Mắt cú lên trên rất đẹp. Đấy, anh em nghe này, nó gào rú rồi. Ở đây mấy con nó kêu ác ôn luôn. Xe. Diều đang đâu rồi? Cuối ruộng chuối à? Bây giờ anh lên là không gì vào cái rồi mấy anh em lại mang ra thêm một con diều nữa đây. Một thêm một con nữa để xây rượu à? Cứng lắm. Ôi giời trời. Bao giờ tôi làm nhiều rượu quá. Đấy giờ cho lốt con này lên. Rơi. Anh em nghe gió chưa? Quá khủng khiếp luôn. Đấy. Bên trong này rất là đẹp. Không mắc, không mắc, không mắc. Đây bây giờ đang 2, 4, 6 con. 6 con ở đây. Xung quanh kia thì cũng có một vài con lác đác. Nhưng nó ở rất xa các bạn ạ. Thôi, chiều tối tí thu cho nhà này. Bây giờ chốt nó vào cái bên trong này rồi cho nó xong rồi. Giờ thả tầm này nghe nó mới gọi là phê. Thích thả diều à cu? À, thích thả diều à? Mấy bao gì thì kinh hết nhỉ? Bao gì? Bao cứt á? Xe máy người ta có đi lại không? Người ta đi, người ta nghe. Rồi. Giật cái miệng của cái chuối.
để vứt sâu vào mất mẹ buồn. Để giơ tay đi luôn. Ok. Đấy, các bạn nhìn thấy anh em ngồi trông gọi ngồi ngóng diều. Thôi, về thôi. Hẹn gặp lại anh em trong video sau nhá. Bye bye. May đi làm về hơi muộn, hơi trễ bây giờ. Khoảng 6 giờ rồi, thôi, về thôi. Giờ về muộn quá, vợ mắng chết. Nhá, xin chào anh em. Bye bye, hẹn gặp lại.